Trung Kim Mô Tô chào tất cả anh chị em nhé. Em là Trung Kim Mô Tô, chuyên bán đồng lát sắt vụn. Tại sao lại gọi đồng lát sắt vụn đây? Em thấy chưa? Quay đây. Đúng đồng lát sắt vụn cho anh em. Đây là một chiếc xe Win Huyền Thoại 100. Đấy, được sản xuất là bắt đầu từ năm 1986 và kết thúc năm 2005. Đấy, có thể sản xuất nó sót lại 2006 vẫn còn Win. Nhưng mà đấy quy trình sản xuất về Việt Nam đấy, sản xuất 1986 và kết thúc 2005. Thì hôm nay Trung Kim sẽ phục dựng chiếc xe Win này. Đấy, quay đây, quay hết một lượt đây. Chiếc xe Win này của bác trai ở trong Cà Mau nhá. Bác gửi tận cho Cà Mau đây cho Nam này. Đây, biển 69F174348. Đấy, gửi tận cho Cà Mau nhá. Thì anh em nhìn này, đầu tiên là đồng nát sơ vụ. Quay đi, quay vào chỗ xấu nhất cho anh em nhìn. Vành bánh này gì hết này. Đấy, sinh nhan này lô hết, gãy hết này. Đấy, bô lô hết này. Đấy, gãy hết, thủng hết này. Đấy, quay hết đi, đấy, hết vòng đây. Sinh nhan này. Đấy, quay nước qua vòng cho anh em nhìn. Dẹm nô hết này, không có gì zin anh em nhá. Đấy, đồ lô 100%. Đấy, đồ lô toàn đồ lô thôi. Còn mỗi cái thủ trước nhá, bình xăng lô hết rồi. Sinh nhan, pha đèn, vành đèn. Đấy, xác nhận cho bác là lô hết. Đấy thì anh em đợi một thời gian nữa nhá. Đây, bác trai trong Cà Mau nhớ cái biển số này nhá. Và tất cả em có động mạng cùng xem biển số này. Trải qua 1 tháng, 2 tháng. Đấy, quay hết một vòng đây. Quay một vòng xem bên này. Thì anh em nhìn chiếc xe này. Đấy, đầu tiên anh em nhìn chiếc xe này thì chắc chắn là anh em không muốn đi rồi, đúng không? Sau khi thành phẩm anh em nhìn chiếc xe này. Đấy. Chiếc xe này là chiếc xe em dọn cho bác trai ở Nghệ An anh em nhé. Bác trai Nghệ An vào xem video này nhá. Chiếc xe này em phục dựng cho bác trai trong Nghệ An. Bác này thì bác ấy không muốn lên TV, giờ em đăng lên bác không cho đăng thì em phải về em chưa có thời gian đăng lên, phải che mặt đi. Đấy, chốc nó bác ra lấy. Thì đây. Sau một tháng, hơn một tháng nhà em làm từ chiếc đồng nát này đến chiếc xe như này. Đấy, thì anh em cảm thấy nó xứng đáng để đi chưa? Êm mái nhá anh em nhìn nhá. À, đây, anh em nhìn này, cái thụt này nhún nhẹ phát nó lên này anh em thấy chưa? Đấy, êm mái nhẹ nhàng. Tay lái này anh em này. Đấy, rất là nhẹ nhá. Tức tay lái anh ấn vào đây này. Đấy, rung nhẹ nhàng luôn. Em giật thử lỗ nhá. Đấy. Đấy, giật nhẹ phát lỗ anh em nhá. Anh em có nghe qua cái mic của em ấy thì anh em sẽ không nghe được tiếng lỗ giòn đâu. Đây, nghe qua cái mic này nó sẽ không lỗ giòn ở đâu. Thế cho nên anh em phải nhớ này này. Khi dựng một chiếc xe mới đẹp như này rồi thì máy chắc chắn phải chất rồi. Đấy, anh nghe tiếng máy lổ từng tiếng này. Đấy. 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 Em bịt bô lại này. Không tiếng động. Đấy. Đấy. Không tiếng động. Đấy. Riêng con này nổ garanti cả ngày không chết máy. Vì giá trị chiếc xe này nhiều anh em sẽ hỏi em là chiếc xe này tổng trị giá lên là bao tiền. Thì em nói luôn chiếc xe này tổng trị giá chiếc xe này lên, bác ấy gửi xét xe cho em dọn như này và dọn thành phẩm như này, nó là chỉ có 20 triệu. Chỉ 20 triệu thôi anh em có sở hữu chiếc xe Win Huyền Thoại như này rồi. Đấy. Nhưng nếu anh em bảo là em không có xét xe, em không có xét xe thì nó bao tiền? Thì nó là 25 triệu. Tức là nếu chiếc xe này bác gửi cho em phục dựng như này là 20 triệu. Còn nếu mà không có chiếc xe này, bác mua trực tiếp tại nhà em luôn một chiếc xét xe đồng lát sắt vụn Honda anh em nhé, phục như này 25 triệu. Còn anh em có điều kiện mà kia ơi, anh em muốn thêm cái bình xăng này. Đấy nhá, chọn gói là 25 triệu đúng không? 20 đến 25 triệu. Còn anh em mà thêm cái bình xăng này thì tùy theo túi tiền của anh em. Anh em vào cái bình xăng 5 triệu, 10 triệu, thậm chí hơn 20 triệu. Thậm chí cả cái bình xăng này này nó bằng cả con xe này rồi. Đấy. Đấy, cái đồ Win nó đắt nên hơi nhạy cảm ở chỗ đấy thì anh em phải thông cảm tại sao mà không báo giá chuẩn được như thế. Mà anh em cứ trải nghiệm cho em là 20 triệu đến 25 triệu. Còn anh em mà thêm bình xăng thì thường thường anh em thêm bình xăng 3 triệu rưỡi. Thì anh em phải trừ đi cái bình nô của em trong cái gói đấy 20 triệu, trừ đi là còn 3 triệu. Thế có nghĩa là thêm cái bình xăng là 3 triệu. Còn cái thủ trước này, nếu anh em phải nhớ này này, khi mà vào một chiếc xe mới thì thủ trước nó phải mới, chứ chẳng ai để cái thủ cũ như kia được. Em vào thủ mới. Thế thủ là bao nhiêu? Thủ nó cũng là 3 triệu rưỡi, ví dụ thế. Trừ cái thủ 1 đi, bỏ ra. Còn 3 triệu vào chiếc xe này. Thế là con xe này thêm 3 triệu là 6 triệu. Thế là vào 31 triệu rồi. Tiếp tục, anh em vào cái tay nắm này chẳng hạn. Tay nắm lô thì nó rẻ. Nó trong gói của 25 triệu rồi, 20 triệu rồi. Anh em muốn vào cái tay nắm xịt chẳng hạn. Cái tay nắm xịt nó bây giờ là rơi vào tầm khoảng 600 đến 1 triệu. Thì anh em phải trừ đi cái tay nắm lô 100.000, 100.000 chẳng hạn. Thì anh em thêm khoảng 500 nữa chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, cái đồng hồ nữa. Cái đồng hồ này bây giờ nó cũng trị giá tầm khoảng 1 triệu rưỡi đến 3 triệu, thậm chí 5 triệu. Thậm chí 10 triệu. Thế thì anh em phải trừ cái đồng hồ lô đi. Đồng hồ lô bây giờ trị giá khoảng 500 1 triệu. Thì ví dụ anh mua cái đồng hồ 5 triệu anh trừ 1 triệu ở 4 triệu. Hoặc anh mua cái đồng hồ 3 triệu anh trừ được 1 triệu còn 2 triệu. Thế cái pha đèn này nữa. Cái pha đèn của anh em ví dụ lô hàng 11 bây giờ nó tầm vài trăm.
Thế bây giờ anh em muốn vào con xe bèn 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu hay 5 triệu thì anh lấy cái giá gốc của cái này đi, anh trừ đi. Đấy. Thế cho nên là muốn anh em muốn dọn chiếc xe khoảng bao tiền thì anh em phải theo dõi em. Và anh em cứ nhấc điện thoại alo cho em sẽ tư vấn nó dễ hơn anh em nhắn tin. Và em luôn nói công khai trên mạng này, không SMS, có nghĩa là không nhắn tin đấy. Thế thì tất cả thắc mắc của anh em mua xe dọn xe thì theo dõi em, ủng hộ em thì nhấc điện thoại lên alo cho em. Đấy, số Zalo của em luôn công khai là 078 210 3333, hoặc số hotline của em là 0358 444 888. Đấy, em đọc một phát anh em nhớ luôn đúng không? Đấy, thì bây giờ em sẽ quay cho anh em một vòng, nóng quá anh em ơi, bỏ cái áo ra để em đích thân quay cho anh em một vòng cái xe này. Đây, anh em để em quay cho anh em một vòng cái xe này nhá. Vì em nó thật anh em là em quay qua mic nên là giận tiếng nổ nó. Nhiều anh em bảo ôi trời ơi cái máy này nổ chán thế, không nghe được tiếng máy, nên là vì em quay qua cái mic này. Đấy, vì ngoài trời nó ồn bắt buộc phải có cái mic. Còn em quay tất cả là 100% bằng điện thoại thường. Đây em sẽ quay chi tiết cho anh em con xe này nhá. Em cầm cái kéo cắt cái cần khởi động ra để cho người ta xem cần khởi động. Đây anh em này. Đây nhá. Em sẽ quay về một vòng chiếc xe này. Đầu tiên em quay về pha đèn, vành đèn. Đây. Pha đèn đây, vành đèn đây. Kéo bông anh em. Đấy, pha đèn này, zin này. Đấy, xinh nhan này. Xinh nhan này anh em. Xinh nhan zin này. Mềm nhũn anh em nhìn này. Mềm không? Đấy, mềm không? Mềm không? Mềm không? Mềm không? Đấy. Xinh nhan zin có chữ KGD này hoặc chữ Santana. Đây pha đèn, vành đèn đây. Đây cũng xe này. KGD đây. Đây rè 11 nha em đây. Hàng linh kiện. Cái rè này là nó bị cháy hàng một thời gian này này. Bắt đầu bây giờ trả lại em mua được rồi. Đấy. Nếu để nói phân tích ý, về đồ ấy thì xe win ấy nó đắt hay không là do cái đồ. Anh em nhá. Ví dụ anh em vào hàng 11 này rất là đẹp ngon. Tội gì phải đi mua đồ zin. Nếu cái này mà là zin xịn 100% nhá. Cái rè này này nếu zin xịn 100% ấy. Anh biết nó bao tiền không? Nó sẽ rơi 14 15 triệu một cặp này trước sau. Nhưng nếu anh mua cặp này là hàng 11 nó chỉ trên triệu thôi. Đấy là chỉ trên triệu thôi. Đấy ví dụ thế. Đấy, nhưng mà nếu anh em, nhiều anh em bảo là không cần biết. Tôi cứ mới tôi dùng. Thì đấy là trường phái của những người gọi là đam mê có giới hạn. Vừa đủ. Nhưng nếu nhiều anh em mà không, tôi còn biết phải xịn cho tôi. Thì ví dụ anh em vào đồ xịn, tôi sẽ vào đồ xịn. Đấy thì nó sẽ lên giá xuống giá ở đấy. Đây, còn thụt trước đây anh em nhìn này, đẹp không? Thụt xin nó có nốc ở đây. Từ chân tơ cái tóc, từ con nốc này trẻ này. Nốc trẻ anh em thấy không? Đấy, con nốc trẻ đây. Đấy. Đấy. Cần số, cần phanh. Vành đây, vành xịn đây anh em này. Đấy, vành xịn có cái mã số ở đây. Đấy. Đây nhá, khóa một chìa này. Đây. Hơi đầu bò anh em nhìn này. Hơi đầu bò này thì mình nói nó hơi quá một chút này. Nếu anh em đi ra ngoài hiệu mới tinh ấy, anh em ra một chiếc xe trong hãng ra như nào thì hơi đầu bò đấy là 19 10. Từ cái gioăng đầu bò này. Nếu anh em đi một thời gian mà xuống màu nó xỉn xuống ấy thì anh em bảo máy zin lại. Nếu người không biết nó sẽ thường thường người dân bình thường xe không biết là zin hay không. Vì em phục dụng như mới mà. Còn nếu qua mắt thợ rồi thì nhìn phát là biết là nó là phục hồi lại rồi, đúng không? Em nói thì em hiểu được. Còn đây cần số đây. Cần phanh đây, zin lại. Này. Đấy. Đây này, lốc này. Lốc sơn lại này. Đấy. Đây đích thân nhà em làm phục dựng nhá. Đây, cần số xịn đây anh em này. À cần khởi động xịn này. Đấy, cần khởi động xịn nhá. Đấy. Chế này. Đấy. Bình xăng cốp này. Đây bình xăng cốp này anh em này. Zin này. Bình xăng cốp zin nó vuông góc ở đây anh em này. Em được dán ni lông hết. Tem này là tem nhà em tự in ra luôn nhá anh em nhá. Nhà em một xưởng sản xuất luôn mà. Tự phục dựng in ra luôn. Đấy, như 11 luôn. Đấy, bô 11 luôn này. Đấy, bô như zin luôn. Đấy, vành sọng zin luôn anh em này. Đây vành sọng zin luôn này. Lốc này, mã này, cả chán này. Tất cả xoắn ốc mới tinh hết. Đấy. Xinh em sọng zin luôn anh em này. Đấy. Thụt sau mới tinh zin này. Đấy, thụt sau mới tinh zin này. Chắn xích zin xi lại này. Đấy, lốc này, tem này. Đấy. Đấy, tất cả anh chị em nhá, nhấn mạnh một điều nữa này. Giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em sẽ nhận về giá trị xe bấy nhiêu. Và tiền nào thì của ấy. Đây nhá, anh em có nhìn chiếc xe này nhá. Chiếc xe này là sau 1 đến 2 tháng nữa anh em nhìn xe đồng nát sát vụn này của bác trai Cà Mau nhá. Anh em nhớ cho em biển số này. 69F174348 này, anh em sẽ nhớ này. Đây nó đồng nát sát vụn nó rỉ xét hết này, anh em nhìn này. Nó rỉ xét hết này, đúng không? Đấy, bác gửi cho em. Các anh em càng gửi xe lát cho em thì càng tốt nhá. Nhấn mạnh càng gửi đồng xe đồng nát cho em càng tốt. Em càng gửi lát cho em nên mới như này thì càng giá trị rẻ bao nhiêu. Ví dụ anh em mua chiếc xe kia, ví dụ 5 triệu anh em gửi cho em dọn lên như này cũng 20 triệu. Nhưng nhiều anh em cứ bảo ừ lấy mua xe sạch 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 tí đẹp đẹp tí, mua 10 triệu về dọn cho em cũng 20 triệu. Thế là thành 30 triệu rồi, tội gì phải mua cái xe ấy làm gì. Cứ mua lồng nát sát vụn cho em phục dựng. Đấy, ok nhá. Em chào tất cả anh chị em. Một lần nữa anh em mua xe dọn xe theo dõi em ủng hộ em. Chủ mua thì alo cho em, đừng nhắn tin. Đấy.
đủ tin tưởng thì anh em mua, chưa đủ tin tưởng anh em theo dõi em thêm, mua sau vẫn chưa muộn. Đấy anh em nhé. Tất cả anh em bọn bạn đang xem video này có hỏi em là bao nhiêu tiền thì thay bằng em hỏi nhắn tin, anh nhấn điện thoại lên alo cho em. Mất 1-2 phút thôi, không đáng bao tiền cả. Em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em. Đấy, vì em đang đợi bác Trang Nghệ An, trong Nghệ An ra lấy thôi. Đây em mới lên cái xưởng mới này anh em nhé. Mới lên cái xưởng mới. Đấy, đang mới lên cái xưởng mới này. Đấy. Ok nhá. Chúng Kiên chào tất cả anh chị em nhé. Một lần nữa anh chị em mua xe dọn xe cứ theo dõi em ủng hộ em. Đấy, chủ mua thì alo cho em chứ đừng nhắn tin. Đấy, em chào tất cả anh em. Còn rất nhiều xe em chưa mang lên vì mới lên xưởng mới, em cố gắng dựng làm sao cho nó kịp Tết cho anh em chơi xe thôi. Đấy. Em tạm dừng video nhá. Nhớ một lần nữa anh em mua xe dọn xe đừng nhắn tin, đừng nhắn tin, đừng nhắn tin. Mà anh nhấc điện thoại lên alo alo alo. Alo 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 cho em. Đấy, số điện thoại em luôn công khai trên mạng xã hội đấy. Đấy. 0358.444.888. Cảm ơn anh em ạ. Và nhấn mạnh nữa là em không ép anh em phải mua nhé, không ép anh em phải mua. Mà anh em cứ theo dõi em, bao giờ đủ tin tưởng thì mua. Chưa đủ tin tưởng, theo dõi thêm mua sau chưa mua. Còn tiền là bao nhiêu thì giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu. Đấy. Ok nhá. Đấy.